và nói tới ngân hàng đó thì uh, có rất nhiều cái sự lo ngại bản thân thường cũng rất là lo ngại tại vì có nhiều cái chia sẻ nói là bây giờ chúng ta đã không còn uh giấy chúng ta đã không còn signature thì những cái sàn giao dịch làm sao họ có thể di chuyển tiền thông qua ngân hàng được thì thật ra cũng không hẳn đâu chúng ta được là đã có nhiều công ty lên tiếng nói là họ vẫn có ngân hàng để mà hỗ trợ họ giống như là công ty Circle họ nói là họ đã bắt tay làm việc với lại ngân hàng Cross River à, cũng giống như là họ tiếp tục mở rộng quan hệ với lại ngân hàng BNY Mellon tại vì đương nhiên uh, các bạn thấy được là Circle là công ty phát hành động USDC sau sự kiện này đó tôi nghĩ là họ sẽ không có tin tưởng những ngân hàng địa phương như là SVB nữa họ sẽ rút tiền và họ sẽ làm việc những ngân hàng lớn hơn thì uh, Circle nói là họ vẫn có đối tác ngân hàng chứ không giống như là những cái tin đồn bên ngoài và cũng có nhiều bài viết đã chia sẻ kỹ hơn các bạn thấy được là sau cái sự À, sụp đổ đó của SVB và Silvergate và Signature, cả ba ngân hàng này là cả ba ngân hàng mà cũng có liên quan đến crypto. Nhưng mà hiện bây giờ chúng ta vẫn có các ngân hàng như là Standard, uh, HSBC. Mặc dù HSBC rất là ghét crypto nhưng mà họ nói là họ cũng sẵn sàng để uh, kết nối với những công ty crypto để mà hỗ trợ Deutsche Bank. Bank Proof, Bridge Bank, Mercury, Multis, and Series Financial, Western Alliance và Bridge Bank. Đây là tất cả ngân hàng mà họ nói là họ cũng sẵn sàng để mà hỗ trợ những công ty crypto. Ngân hàng mà các bạn họ chỉ cần là có lợi thì họ sẽ làm mà thôi. À, nhưng mà cái mà Thùng cũng đã chỉ ra với các bạn là lý do tại sao mà nhiều những công ty crypto họ lựa chọn làm việc với CVG và Signature đó chính là nó đơn giản hơn, giấy tờ nó không có râm ra. Những ngân hàng lớn như thế này đó thì uh, sẽ cần nhiều giấy tờ hơn tại vì họ cần phải quản lý tốt hơn chứ nếu như mà chúng ta có à, một cái tiền liên quan đến phạm pháp vào ngân hàng của họ thì họ sẽ gặp rắc rối lớn lắm cho nên sẽ khó khăn hơn nhưng mà không có nghĩa là những ngân hàng này không hỗ trợ crypto họ vẫn hỗ trợ và chúng ta cũng có một danh sách à, được chia sẻ bởi Contagraph, chúng ta cũng có thêm một số những ngân hàng như là JP Morgan à, cũng hỗ trợ crypto PCB Group cũng hỗ trợ crypto Customer Bank, DBS, OC, BC, Axos Bank, Swiss Bank đều là những ngân hàng mà họ sẽ và vẫn đang cung cấp dịch vụ cho rất nhiều những công ty trong thị trường crypto này. Cho nên uh, việc lo lắng là crypto không có ngân hàng đối tác nào thì cũng không hẳn là sự thật đâu các bạn. Vẫn còn như là thường chia sẻ nó chỉ là hơi khó khăn hơn một chút mà thôi. Rồi chúng ta cũng có một cái cập nhật lớn đến từ Ethereum chi tiết hơn đó là chúng ta thấy được là Ethereum Half Fork Chapella đã được thực thi trên mạng thử nghiệm của Gurley hay là Go Early mạng lưới thử nghiệm cuối cùng trước khi mà mang đã cập nhật sang hai thì đây sẽ là cái mạng lưới thử nghiệm cuối cùng tại vì Ethereum sẽ thử nghiệm trên nhiều mạng lưới trước khi mà cập nhật trên mạng lưới chính À, và các bạn đã nhớ là cái à, lộ trình của họ là khi mà kích hoạt ở trên mạng lưới goalie này à, thì à, khoảng chừng là 4 tuần sau à, sẽ có mặt trên mạng lưới chính thức có nghĩa là nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì bây giờ thì có một số thông tin à, nói là nó cũng gặp một chút xíu trục chặt tại vì một số à, những cái à, No, không có cập nhật cái phần mềm mới Chứ không, không phải là một cái trục trặc gì lớn Nhưng mà đó cũng là một chuyện được nói đến mà hiện bây giờ Nhưng mà đó là cái chuyện sẽ được giải quyết Và nếu như mà không còn vấn đề gì khác đó Thì có thể là 4 tuần sau Chúng ta sẽ có cập nhật Half Fork Shanghai của Ethereum Và trong cái cập nhật này đó Cũng có vài cái đề xuất cải tiến Ether Nhưng mà một trong những đề xuất đó chúng ta uh, sẽ quan tâm nhiều hơn nếu các bạn là một nhà đầu tư crypto đó chính là cái đề xuất liên quan đến rút ether đang stake hiện tại, tại vì ether đang stake hiện tại là không rút được khi mà đề xuất đó được kích hoạt thì sẽ có thể rút tiền được khi mà có thêm thông tin thì chia sẻ với các bạn rồi nói tới Ethereum đó thì các bạn thấy được là Ether cho dù các bạn nghĩ sao đây nữa Ethereum vẫn tiếp tục là nền tảng hợp đồng thông minh đứng đầu trong thị trường này à, và đã đứng đầu từ rất nhiều năm rồi các bạn à, các bạn đã thấy được là năm 2018 rất nhiều người chơi Ethereum năm 2019 cũng như vậy nói Ether sẽ bị xóa ngôi bởi đồng đồng kia cho tới bây giờ đó Ether lúc trước là đứng đầu nền tảng hợp đồng thông minh bây giờ cũng như vậy cho nên Ethereum nên là một dự án chúng ta không thể xem nhẹ đâu các bạn sau này Ether về sống ngày không thì không biết được nhưng mà ở ngay thời điểm này và nhất là trong vòng có thể là một hai năm tới đó nếu như mình hỏi Ether xóa ngồi thì cũng hơi khó đó các bạn không phải là chuyện đơn giản đâu tại vì mạng lưới của Ether bây giờ đó nó quá đa dạng hệ sinh thái rất là mạnh và có rất nhiều sự ủng hộ và chúng ta cũng đang thấy một thông tin được chia sẻ ngày hôm nay đó chính là một trong những ngân hàng lớn ở nước Úc đó có thể nói được đây là một trong bốn ngân hàng lớn nhất ở nước Úc là National Australia Bank à, thì họ đã phát hành một cái stablecoin lần đầu tiên và sử dụng stablecoin đó để mà gửi xuyên quốc gia lần đầu tiên sử dụng mạng lưới blockchain và các bạn có biết họ sử dụng mạng lưới gì hay không? Họ sử dụng mạng lưới Ethereum, họ tạo ra một token rồi họ sử dụng mạng lưới Ether để mà di chuyển xuyên quốc gia qua một đối tác khác và đây không phải là cái uh, ngân hàng đầu tiên đâu các bạn chúng ta cũng có New Zealand uh, cũng đã đưa ra một cái uh, đồng ổn định cho ngân hàng của họ và đương nhiên những cái đồng định này đó là không được phát hành rộng rãi chỉ là một đồng định trong một mạng lưới à, hoạt động ngân hàng mà thôi nhưng mà họ sử dụng Ethereum blockchain tại vì sao các bạn tại vì mạng lưới Ether rất là an toàn là một mạng lưới phi tập trung khi mà di chuyển tiền trên mạng lưới này họ sẽ cảm thấy là an tâm hơn khi mà có rất nhiều sổ cái ghi chép lại cái sự di chuyển tiền này và nói tới Ethereum đó, thì uh, các bạn vẫn sẽ tiếp tục thấy được là Ethereum đang giảm phát các bạn có nghĩa là cái số lượng Ether được sinh ra mỗi một ngày tại vì staking đó sẽ được phần thưởng cái số lượng đó không những là không làm cho tổng số ether tăng mà còn giảm xuống nữa. Chi tiết hơn đó là các bạn thấy được là trong vòng 180 ngày qua, cái số lượng ether bị đốt đi đã dẫn đến ether giảm phát 64.327 ether rồi các bạn. Chúng ta đã thấy được là cái số lượng tổng ether không những là không tiếp tục tăng mà còn giảm ngược trở xuống. So với lại nếu chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng hệ thống đào đó thì chúng ta đáng lý là phải có thêm tới 2 triệu ether tại vì chúng ta chuyển qua Proof Stake và chúng ta có EIP 1559 dẫn đến là Ether đang giảm phát hiện bây giờ và cái phần trăm giảm phát trong vòng 30 ngày qua đó là 0.47% các bạn. Và để các bạn à, có một cách nhìn thú vị hơn đó là nếu chúng ta tính trung bình trong vòng 30 ngày qua đó thì mỗi một mỗi một phút có 2.38 ether bị đốt đi tại vì mỗi lần mà có giao dịch thì một phần ether sẽ bị đốt đi các bạn và nếu chúng ta nhìn những ứng dụng nào đốt nhiều ether chúng ta có Uniswap đốt rất là nhiều ether trong vòng 30 ngày qua chúng ta có Plur.io chúng ta có Tether đồng ổn định chúng ta có OpenSea Uniswap USD Coin vân vân và nếu các bạn nhìn bên dưới này đó những cái mảng đầu tư nào đốt nhiều ether nhất thì đứng đầu đó chính là nft các bạn trong vòng 30 ngày qua nft đốt 28.336 tám ether tại vì sử dụng mạng lưới ether rất nhiều defi đốt 34.000 bốn ether cho nên cái mà thường muốn chỉ ra được đó là nhiều bạn nói là mình không thích nft nhưng mà nếu như các bạn là một người đầu tư Ethereum và các bạn chỉ quan tâm đến ethereum càng ngày càng hiếm đi và tăng giá sau này thì các bạn nên ủng hộ nft nên ủng hộ meme coin tại vì những cái đó là những cái mà thứ nhất là thu hút được nhiều người mới vào trong thị trường này có thể nói được là cái phong trào meme và nft đã thu hút rất là nhiều những người bên ngoài thị trường biết đến crypto lần đầu tiên chứ các bạn nghĩ đi uh, BTC hay là Ethereum thì nhiều khi những người bên ngoài họ cũng không có hiểu và cũng uh, không cảm thấy hứng thú các bạn nhưng mà NFT uh, và meme coin thì rất nhiều người lại có hứng thú cho nên nếu như các bạn là một người đầu tư crypto thì các bạn nên có sự ủng hộ với những cái phong trào đó tại vì uh, thứ nhất là thuốc người mới vào thứ hai nữa là những phong trào đó đó rất là nhiều những dự án nằm trên mạng lưới của ether và khi mà có nhiều người vào thị trường này nhiều người trade NFT thì sẽ có càng nhiều ether đốt hơn đó là điều mà thuận muốn chia sẻ với các bạn ở đây Chúng ta cũng có những cái cập nhật liên quan tới Coinbase. Cái cập nhật này đã có cái tay quan à, chừng à, vài ngày rồi nhưng mà tại vì chúng ta có quá nhiều thông tin liên quan tới ngân hàng cho nên Thuần không có thời gian chia sẻ với các bạn. À, Thuần nhận được một cái thông báo đến từ sàn Coinbase. À, thì sàn Coinbase họ vẫn nói quan điểm đó, họ không nghĩ staking là một cái à, hành động liên quan đến chứng khoán mặc dù là Kraken đã không có cho stake nữa nhưng mà Coinbase nói là họ vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ staking nhưng mà họ sẽ thay đổi cái cách mà họ à, trả lại cái phần tiền thưởng uh, cho những người mà tham gia vào stick uh, bây giờ đó nếu các bạn tham gia vào stick thì căn bản là Coinbase là người cung cấp dịch vụ mà thôi thì các bạn sẽ stick trực tiếp với lại mạng lưới và khi mà các bạn nhận được tiền thưởng trên mạng lưới thì Coinbase sẽ lấy một phần phí rồi phần còn lại được của các bạn cái này nó khác so với trước đây trước đây thì hầu như là các bạn quỹ thác cái số tiền đó cho Coinbase uh, họ gom tất cả lại rồi họ stick rồi sau đó là họ sẽ tự ra quyết định là sẽ trả như thế nào bây giờ thì họ nói là họ chỉ là người đứng giữa và các bạn sẽ trực tiếp với lại cái giao thức đó đương nhiên đây là một trong những cái cách an toàn hơn khi mà họ không có muốn đụng độ với SEC hiện bây giờ nhưng mà họ vẫn muốn có dịch vụ staking này và Coinbase các bạn thấy được là cũng đưa ra một số gợi ý là có khả năng là mạng lưới tầng hai y từ của họ là base Mà mạng lưới là sẽ có những cái KYC ML và nếu như đây là sự thật đó thì đây sẽ là một mạng lưới tầng hai đầu tiên mà chúng ta biết mà có ml có kyc cái này tốt hay xấu thì nhiều người có nhiều quan điểm khác nhau các bạn những người nào mà cực kỳ tin tưởng vào cái sự phi tập trung của crypto thì sao nói đây là không tốt tại vì nếu như làm gì thì còn gì là phi tập trung nữa nhưng mà một người khác nên hãy nghĩ là không hẳn đâu giữa mạng lưới blockchain hoàn toàn phi tập trung và mạng lưới tập trung nên thì chúng ta cũng nên có một cái giải pháp đứng chính giữa tại vì không phải là công ty nào cũng muốn một giải pháp hoàn toàn phi tập trung không mà quản lý được À, tiền trên đó không hề được đóng băng hay là không có kyc không gì hết chúng ta cũng nên có một cái gì đó đứng chính giữa à, là một cái sự lựa chọn có thể là không phải cho các bạn không phải cho thuận nhưng mà sẽ là sự lựa chọn cho một số những công ty khi mà họ muốn có cái một phần an toàn của blockchain nhưng mà họ cũng không muốn dính dáng vào à, những cái vụ kiện tụng liên quan tới rửa tiền nếu như mà đó là sự lựa chọn của họ rồi còn một cái thông tin khác nữa thường cũng đã chia sẻ trên mạng xã hội trước đây rồi nhưng mà cũng vì à, nhiều thông tin liên quan ngân hàng cho nên thường không có nói đến à, trong vòng hai ba ngày qua đó chính là thông tin từ Maugard. Các bạn đã nhớ là ngày 10 tháng 3 là cái ngày mà uh, hết hạn cho những nạn nhân có thể đăng ký bồi thường. thì cái ngày đó uh, đã được lùi lại rồi các bạn và sẽ lùi lại cho đến ngày 6 tháng 4 sẽ là ngày hết hạn cho những nạn nhân đăng ký được bồi thường. tới bây giờ vẫn chưa có nghe nói chi tiết là ai đã nhận được tiền từ Maugard. các bạn có thể là bây giờ vẫn chưa nhận được đâu. và chúng ta cũng có một số những cái uh, thông tin nổi bật khác à, trong đó chúng ta có công ty Meta nghĩa là Facebook đó thì đáng tiếc công ty Facebook này họ đã ra cái quyết định là họ sẽ cắt giảm thêm 10.000 nhân viên các bạn và công ty Facebook này đã sa thải 11.000 nhân viên hồi tháng 11 rồi thì lý do tại sao mà họ sa thải thì trên căn bản đó họ muốn cắt giảm chi tiêu tại vì tình hình facebook không được tốt lắm đâu nói chung thì bây giờ đó họ muốn cắt giảm chi tiêu họ muốn cắt giảm một số những cái project họ đang làm để mà bảo vệ cái số lượng tiền họ đang có Thêm vào đó đăng lý đâu là họ sẽ mướn thêm 5.000 người nhưng mà những cái số lượng vị trí đó họ cũng sẽ xóa đi và không mướn 5.000 người đó nữa. Và họ muốn tiết kiệm trong năm 2023 này từ 86 tới 92 tỷ đô la. Họ muốn tiết kiệm rất là nhiều tiền. Và các bạn thấy được là Facebook đó là một công ty mà cách đây 20 năm là dẫn đầu có thể nói được là đột phá về mạng xã hội nhưng mà 20 năm sau thì họ lại bị thụt lùi lại các bạn họ bị cạnh tranh rất nhiều à, với những cái nền tảng như là tiktok rồi bây giờ các bạn thì được là cái sự à, một lần nữa nổi lên bởi twitter bây giờ à, facebook cũng nói là muốn có một cái giống như là twitter nói chung thì mấy năm nay họ luôn đi copy những cái dự án khác các bạn họ cũng muốn có NFT họ muốn có Metaverse và họ cũng muốn có AI muốn có đồng ổn định nhưng mà phần lớn dự án đó đều thất bại các bạn cũng đã nhận được cái thông tin đó là khi mà nói đến những cái dự án nào mà Facebook sẽ ngừng không có tiếp tục hỗ trợ nữa đó chính là NFT các bạn sau nửa năm triển khai NFT trên Facebook và Instagram đó, thì Meta vừa thông báo họ sẽ ngừng hỗ trợ NFT Giám đốc thương mại và tài chính tại Meta à, nói là quyết định này đến từ việc họ sẽ tập trung vào những cách khác để hỗ trợ người dùng, nhà sáng tạo và doanh nghiệp tạo cơ hội cho người sáng tạo và doanh nghiệp có thể kết nối với người dùng của họ kiếm được tiền vẫn là ưu tiên hàng đầu của Meta. Họ sẽ tập trung vào các lĩnh vực và họ nghĩ là có thể tạo ra các tác động trên quy mô lớn. Chẳng hạn như là Facebook Reels, Meta Pay. Facebook như thường chia sẻ mấy năm nay có nhiều dạng thất bại như là Facebook, Dim, đồ ổn định, Stablecoin, MetaVerse, NFT, hầu như đều thất bại hết cho bạn. Chúng ta sẽ không biết được là Facebook 20 năm sau sẽ như thế nào. Nhưng mà ngay thời điểm này thì cái mức sáng tạo của Facebook đó, nó cũng không phải đột phá lắm đâu. Nhưng mà các bạn thì được là đã có một cái khoảng thời gian công ty Apple đã cũng lâm vào tình trạng tương tự rồi sau đó các bạn được là Apple đã có sự đột phá chúng ta có iPhone ngày hôm nay rồi sau đó họ có iPad rồi Apple Watch và các bạn thì được là họ đã cải tiến rất nhiều về cái MacBook dẫn đến MacBook giờ là một trong những cái máy laptop bán rất là chạy trên thị trường và công ty Apple đó thì hôm nay cũng có thông tin Tuy là họ chưa có sa thải nhân viên, họ là một trong những công ty công nghệ lớn hiếm hồi mà tới Ngày hôm nay họ vẫn chưa có sa thải nhân viên Nhưng mà họ cũng đã giống như là ngân không muốn thêm nhân viên nữa Cộng vào đó đó thì công ty Apple cũng giống như là Facebook họ muốn bảo tồn cái số tiền họ đang có Thì họ đã quay ổn định là một số nhân viên đó hoa hồng năm nay sẽ bị trì hoãn cho đến tháng 10 thường đó là hoa hồng ở công ty giống như là công ty của thuận đó thì sẽ trả vào tháng 4 các bạn tại vì tổng kết cuối năm tháng 12 tổng kết xong mới làm giấy tờ rồi phải được thông qua ở hội đồng các kiểu đồ thì phải chờ một thời gian và thường là tới tháng 4 thì mới trả nhưng mà đợt này đã Apple sẽ trì hoãn tới tháng 10 luôn và chúng ta cũng có một số những cái thông tin cũng không có được tốt lắm các bạn nhưng mà những thông tin này hiện bây giờ thì cũng chưa đến mức là đáng lo ngại chúng ta có một cái thông tin đến từ EU nghĩa là đến từ châu Âu thì ở châu Âu đó họ đã đề xuất một dự luật có tên là Data Act đó là một dự luật mà thôi chứ không có phải là luật được thông qua dự luật này đó yêu cầu hợp đồng thông minh phải được thiết kế sao cho có thể bảo vệ bí mật thương mại và yêu cầu hợp đồng thông minh phải có thiết lập chế độ reset hoặc là có thể ngừng hoạt động khi mà cần thiết các bạn thấy được là hầu như là những gì mà hợp đồng thông minh được sinh ra để mà làm thì họ không muốn giống như là bảo vệ bí mật thì chúng ta sử dụng blockchain công cộng vì lý do nó công khai mà bây giờ họ lại muốn có bí mật trên đó và họ muốn hợp đồng thông minh phải có người quản lý có thiết lập chế độ reset nhưng hoạt động khi mà cần thiết thì còn gì là hợp đồng thông minh thì các bạn họ sử dụng hệ thống hiện bây giờ là được rồi cần gì phải sử dụng blockchain Dự luật đó thì không có cung cấp cái sự rõ ràng về việc ai sẽ có quyền reset hay là ngưng blockchain Người tạo ra hợp đồng thông minh có quyền hay không, cơ quan thẩm quyền có quyền hay không hay là toán có quyền hay không thì không có nói rõ Và nếu như mà dự luật này được thông qua đó thì chắc chỉ còn có một nền tảng smart contract duy nhất hoạt động được đó chính là Solana thôi các bạn, thường nói dẫn thôi Nhưng mà nào mà là fan của Solana đừng quá kích động, mà thường thường cũng là một người đầu tư Solana Khi mà nào có thông tin thì chia sẻ với các bạn, đây vì chỉ là một dự luật mà thôi và chúng ta cũng có một ngân hàng ở nước Anh Các bạn có tên là NatWest Và ngân hàng này đó họ đã đưa ra một cái quyết định Là họ sẽ có một cái hạn chế mỗi một ngày Cho những người nào mà sử dụng ngân hàng của họ để mà mua một crypto Cái hạn chế đó là bao nhiêu Cái hạn chế đó là mỗi một ngày đó Chỉ được mua crypto tối đa Thông qua ngân hàng của họ cho mỗi một người là 1 Bản anh có nghĩa là khoảng 1. 1216 đô à, và trong vòng 30 ngày đó thì à, tối đa là có thể mua được 5.000 bản anh nghĩa là 6.080 đô thì à, khi mà thêm tin này thì bạn sẽ cảm thấy là không được tốt lắm tại vì ngân hàng à, không cho phép mua nhiều quá nhưng mà thật ra một tháng có thể mua tối đa là 6.000 đô Tôi nghĩ là đối với lại rất là nhiều người à, đầu tư bình thường con số này cũng là con số cao đối với họ rồi cho nên phần lớn cũng sẽ không bị ảnh hưởng và những người nào mà có nhu cầu mua nhiều hơn thường nghĩ là họ cũng không có sử dụng net West bank này đâu thì lý do tại sao mà ngân hàng này ra cái quyết định như vậy tại vì họ nói là à, có rất là nhiều những cái rủi ro khi mà người ta dùng ngân hàng của họ để mua crypto tại vì có nhiều cái sự lừa đảo cho nên họ muốn có cái quy định như vậy để có thể hạn chế những sự lừa đảo và hạn chế người ta mất tiền thì đó cũng là một cách giải thích các bạn à, nhưng mà một trong những cái nhưng mà một những cái lập luận căn bản các bạn cần phải nghĩ đến khi mà chúng ta thấy những cái thông tin như thế này đó chính là ngân hàng có phải là nơi được quyền đã quyết định các bạn nên được sử dụng bao nhiêu tiền và được thu mua gì hay là không trong khi đó là tiền của các bạn đó là một trong những cái lập luận căn bản nhất khi chúng ta thấy những cái thông tin như thế này à, và mỗi bên thì đều có mọi cái lý của họ ngân hàng thì nói là họ muốn bảo vệ nhưng mà có thật sự họ muốn bảo vệ hay không hay là họ chỉ à, muốn quản lý tiền các bạn mà thôi. Đó là suy nghĩ của mỗi một người. Nhưng mà quan trọng hơn đó là tiền là tiền của những người mà gửi vào thì ngân hàng có phải là có nhiệm bảo vệ số tiền đó mà không cho các bạn sử dụng thay muốn hay là không. Thì nếu như vậy thì chẳng gì là họ quản lý tiền của người dân. Đó là một trong những cái uh, câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra và đó cũng là cái câu hỏi thiết yếu hiện bây giờ liên quan đến bitcoin ETF các bạn à, chúng ta thấy được là lúc nào thì chủ uh, tịch Gary Gensler cũng nói là SEC có trách nhiệm bảo vệ người dân cho nên không muốn có một cái bitcoin spot ETF thông qua nhưng mà cái lập luận căn bản là mới đầu nghe đó thì có lý nhưng mà có thật sự là hợp lệ hay không tại vì có phải trách nhiệm của SEC là quản lý thị trường trên căn bản đó là họ quản lý quy định của thị trường, họ đưa ra hiểu đơn giản là luật chơi, tất cả mọi người phải đi theo luật của họ nếu như mua động chứng sản chứng khoán thì họ là người ra luật và quản lý cuộc chơi này, nhưng mà họ không có phải là người quyết định là các bạn nên đầu tư gì và nếu như mà họ ra quyết định họ uh, cho các bạn đầu tư gì thì khi các bạn lời lỗ thì các bạn có thể tính với họ nếu như các bạn lỗ thì các bạn có thể bắt họ bồi thường nếu như các bạn có lời các bạn chưa lời cho họ cái đó là không có xảy ra các bạn SEC chỉ đơn giản là người quản lý thị trường này họ có trách nhiệm để mà đưa ra luật và tất cả mọi người phải tuân thủ theo cái luật đó nhưng mà ngược lại họ lại không có thể nào là người mà nói là các bạn cần phải lấy tiền đầu tư gì đó là quy định của mọi người mà thôi tại vì trên căn bản đó một cái gì đó được thông qua về SEC theo luật của Hoa Kỳ thì người dân đều được đầu tư cái đó cho dù là Bitcoin cũng được cái đó cho dù là một cái loại tài sản nào khác cho dù cái đó là cổ phiếu của những công ty cần xa cũng được luôn tại vì miễn là hợp pháp không có phạm luật của Hoa Kỳ cái trách nhiệm của SEC đó là quản lý những cái dịch vụ đầu tư đó theo luật pháp chứ còn trong cái dịch vụ đầu tư đó có cái gì đó là quyền của mỗi người mà thôi và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là CoinEx OKX, Bybit hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa các bạn nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short